Chào các bạn ngày mới vui vẻ. Mình thấy mấy cây sứa mùa mưa nó vừa nấm vừa sâu ăn rồi thúi trái, thúi hoa, thúi thân, thúi đọt. Nếu các bạn không có lòng kiên trì thì thiệt là nản luôn các bạn. Thì mình cũng nhớ tới một cái lời trong cái bài hát Một đời người một rừng cây của Trần Long Ảnh. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Bây giờ chăm những cây sứa trong vào mùa mưa này nó gian khổ như thế nào thì mình nói các bạn nè, mùa mưa tới các bạn, thì trong cái này là tháng 6, tháng 7 rồi nè, thì nó mưa dầm mưa về, ngày nào nó cũng mưa, bắt đầu nó xanh nấm lá nha các bạn, nấm rất là nhiều luôn, nấm cực kỳ nhiều đó, thì bắt đầu nó đốm 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 như thế này nha các bạn đó, thì rồi sau đó bắt đầu nó thúi lá, nó rụng như các bạn, đốm nè, đốm rất là nhiều luôn nè các bạn thấy nè đó, nó đốm thế này nó cháy luôn nha các bạn, nó cháy lá luôn, nó cháy lá, bắt đầu nó rụng, nó rụng rất là nhiều, nó cháy lá là bắt đầu rụng như các bạn nè, các bạn thấy nè, nấm này, nấm nó rất là nhiều kiểu luôn á. Thì ở đây thì nói chung là có nhiều lắm, antracon đồ này đủ thứ đó các bạn, có cái gì thì nói chung là các loại thuốc nấm lá thì các bạn xịt cho nó. Thì ở đây mình xịt O3, O4, O3 thì là nó để nó làm thúi đầu của trái 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 sứa nha các bạn. Lát nữa mình quay những cái trái sứa nó thúi cho các bạn coi. Rồi còn O4 thì nó diệt khuẩn như thế này. Nói chung là có cái gì thì cái tất cả các loại thuốc trị nấm thì các bạn có gì các bạn xịt đó. Xịt măng cô dép cũng được. Thì cứ thay đổi nó, hôm nay xịt măng cô dép, mai xịt antracon, mốt xịt O3, O4. Nói chung các bạn có cái gì các bạn xịt cái đó nha, xịt xịt nó để giữ cho nó. Đó là vấn đề là lá nha các bạn. Lá thì nó bị như thế này. Đó. Rồi bắt đầu những cái hoa, những cái hoa khi nó ra các bắt đầu nó thúi nha các bạn. Thì nó thúi thế này là rất là nguy hiểm luôn. Các bạn thấy nè, nó thúi như thế này thì rất là nguy hiểm nha các bạn. Bắt đầu nó thúi vào cái đầu trái. Nó thúi vào đầu trái, nó thúi vào cuống này. Thúi vào đầu cuống này, nó thúi luôn cái đọt này. Nha các bạn. Cho nên cố gắng các bạn bấm nó đi. Nó thúi các bạn bấm bỏ. Không có tiếc. Rồi những cái bông lai, những cái hoa nào mà mình lai á mà các bạn lên các bạn cứ ngó chừng chừng. Không có để nó thúi, tại vì khi nó rụt cái hoa thúi đó là nó thúi vào cái cuống là nó sẽ phá luôn cái cây của bạn nha các bạn. Rất là nguy hiểm. Nói chung là thuốc thì mình vẫn xịt đây nè. Là có những cái hoa nào mà các bạn lai nè, nên mình lai nè, bắt đầu nó nhũn rồi các bạn. Nè nó nhũn nè, thấy chưa? Đó nó nhũn thì nó sẽ thúi vào cái đầu trái này. Thúi vào cái đầu trái này nó sẽ thúi luôn cả cái chùm hoa này nha các bạn. Rất là nguy hiểm luôn. Thì các bạn cố gắng, ồ đây có một trái chín nha các bạn. Mình muốn ấy là để nó bay hết rồi. Trái này trái hỏa sơn nha các bạn. Hỏa sơn. Hoa này hỏa sơn, mình cố gắng mình lai cho các bạn thôi. Nói chung là thuốc thì các bạn xịt mà chủ yếu là chăm, chăm về cái tâm đó, thì bắt đầu nó có trái thì nó thúi đầu trái như thế này các bạn, nó thúi đầu trái như thế này rồi mình nếu mình ấy không được là nó thúi luôn à, phải chịu thôi nè 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 đây nè, vôi mình cũng bôi thôi nha các bạn, đây nè vôi mình cũng bôi mà nó thúi, nó vẫn thúi nha các bạn đó, các bạn thấy nè nè hai cái trái này nó đang sưởng sang cái này, vôi là mình bôi luôn rồi nè đó, trái nó thúi rất là buồn luôn á, nó thúi không cứu được luôn các bạn, nó mới chưa ấy như thế này nó thúi mà mình rồi trái đẹp cũng hư luôn à, hư luôn các bạn ơi, là coi như là cái trái này là xong ba trái mập thù lù như thế này nè các bạn thấy đó, mà nó thúi nó vẫn thúi à, cái nào mình bôi vô nó chịu thì nó chịu, nó không chịu thì nó thúi thôi, bây giờ mình biết sao bây giờ các bạn, mình cố gắng hết sức, nó thúi mà trái nó non như thế này nè các bạn thấy đứt ruột đứt gan không, cho nên là mình đam mê thì mình chơi thôi, chứ còn mà các bạn nói rằng là thôi có tiền mua về chơi chơi vài bữa dục thì nó chết thì thôi, thì ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai, mình thích thì mình chơi nhưng mà phải chăm nó, chăm nó với cái lòng đam mê thật sự các bạn, chứ còn mà nếu mà các bạn chỉ có biết chơi xong về rồi nó tàn hoa thì các bạn dục thì nó sẽ không có cái sự kiên nhẫn, nó không có cái sự kiên nhẫn nha các bạn, thì nó sẽ không có những cái thú vị trong cái cách chăm hoa của mình. Mình mùa mưa mà chăm được một cái cây sứa cho đến khi nào nó trổ hoa thì thật sự là kỳ công luôn, thì ai có làm đam mê thật sự thì mới làm được các bạn. Cái cây này cái nó trổ cái hoa cũng đẹp ghê các bạn, ba bốn lớp vậy này. Ồ, hoa đẹp ghê các bạn, pha màu rất là đẹp luôn.
Thằng này này cái gì tên gì đẹp. Đây nè, em này cũng vậy nè, bắt đầu nó thúi như thế này nè. Nè các bạn thấy không? Đó, nó thúi đầu trái như thế này nè. Để lát nữa mình lấy vô mình bôi thôi, cầu may thôi. Chứ cũng hên xui à. Rồi khi bôi nó đứng lại, nhiều khi bôi nó thúi luôn à. Không biết được. Rồi thôi trái nào nó ấy thì nó chịu, nó ở với mình không ấy thôi, chứ bây giờ mình cũng cố gắng hết sức rồi. Đó, mùa mưa nó như thế này nè, hỏi bạn chứ 3 4 tháng mới được một trái như thế này, cái nó thúi là mất luôn một trái luôn. Mà cái trái này trái khính ngọc, hoa cực kỳ đẹp luôn á. Hoa khính ngọc thì các bạn khỏi chê. Mình sẽ quay cái hoa khánh ngọc cho các bạn xem nè. Mình cũng ráng cố gắng mình like hết sức nè. Nè các bạn thấy nè. Ủa cái hoa khánh ngọc đó, nó đẹp dày đây nè. Nó đẹp mê hồn luôn á. 3 4 lớp luôn các bạn. Nó đẹp lắm. Nè cố gắng mình like nè, các bạn thấy nó đậu không? Nè nó đậu nè. Đó nó đậu vậy mà tới lớn lên bắt đầu là nó sinh chuyển. Nè các bạn thấy hoa khánh ngọc không? Nó đẹp mê hồn luôn á. Mà bây giờ mình cũng cố gắng hết sức thôi, chứ bây giờ nó các bạn thấy không, chăm cây sứ một một cây sứ vào mùa mưa, các bạn chăm được, các bạn biết này là nhện đỏ. Nhện đỏ mình xịt nhện đỏ xong xuôi rồi nó tới đốm lá, đốm lá xong nó thúi trái thúi hoa, cho nó đủ thứ chuyện hết. Mà mình đam mê thì mình mới chăm, mình mới chơi được nha các bạn. Nói thì nó dễ nhưng mà khi thực hiện trong quá trình thì nó rất là khó luôn. Còn cái trái này hôm đó nói nè, nè đây nó hư luôn rồi các bạn. Rồi trái này giục luôn rồi, nó thúi như thế này là mình bó tay luôn các bạn, nó sẽ thúi hết luôn á nè. Đó nó thúi như thế này là thúi, còn đầu nó thúi cái đọt, thúi đọt xong nó vô thúi trái luôn nè các bạn. Trái cam đăng hai, hai cái trái này bữa nó bự chập bá luôn, mới thúi rồi mình mới bứt một trái nè, bây giờ trái này nó thúi luôn, mình chịu thua luôn. Tiếc mà biết làm sao, tiếc thì có tiếc, tiếc tiếc thiệt á, tiếc lắm. Mà bây giờ tình trạng nó như thế là các bạn không biết làm sao. Còn năm nay mình cũng khoe cho các bạn luôn, năm nay ở cái vườn của mình á là củ nó không thúi củ nào nha các bạn. Nói chung là mình cố gắng mình chăm bằng thuốc mang cô dép á, có những cái củ già này nè mình rất là sợ luôn, thật sự sợ luôn, chăm hết sức nhiều. Nhiều củ già nè nó cố gắng cứ hàng tuần hàng tháng mình quậy mang cô dép, mình đổ cho nó một bịch mang cô dép từ 110.000, nhưng mà các bạn đổ rất là nhiều lần, đổ có thể hết các cái vườn luôn các bạn, không sao cả, chịu khó thôi. Nói chung là chịu khó thôi, cuộc chơi nào nó cũng phải công phải sức chứ giờ biết sao. Những cái củ già này nên thì có nhất là những cái củ lớn nha các bạn, rất là nguy hiểm, các bạn không đổ cho nó là nó thúi một cái củ là mất 500-700.000 triệu bạc. Mà nó thúi đâu phải nó thúi như ấy đâu bạn, cái vườn mình năm nay nó không thúi một cây nào thiệt là mừng luôn á. Còn mấy năm trước đó, mình chưa tìm ra thuốc đó, mình thúi xong rồi là mình đứng mình dùng thì không biết làm sao mà cứu nó, thúi thì chỉ có đứng dòm thôi chứ không biết làm sao. Nè năm nay nè cái củ này đẹp ghê không. Thì củ nào cũng nói nhất là những cái củ lớn đó, mình lo lo những cái củ lớn đó các bạn. Ồ, em Long Thành này chín luôn các bạn, này trái chín quá trời luôn các bạn, mình không biết làm sao mà xếp cho các bạn luôn, trái nó chín phà phà chín quá trời chín luôn, mình không biết làm sao chín hết rồi nè các bạn. Bây giờ mình hái mình để đó thôi, chứ mình sợ biết sao không bỏ để lâu quá rồi về ship gì cho các bạn còn gieo không lên, tội nghiệp. Cho nên bây giờ có số này mình chắc là mình phải gieo hết thôi, gieo sau này rồi các bạn lấy cái con thôi, chứ giờ biết sao giờ. Nhưng bây giờ nó cách ly khoảng cỡ 15 ngày nữa thì cũng mệt mỏi lắm á. Hôm nay cái dàn sứ mình cũng báo cho các bạn là nó không có thúi cây nào, những cái cây nào mà mình nghi ngờ á mình nhổ lên mình ghép treo luôn các bạn, nhổ lên mình ghép treo luôn đó. Mình ghép thằng kim phát, kim phát thì nó đẹp lắm các bạn. Nay nữa được 10 ngày rồi mình sẽ trồng xuống nha các bạn. Bữa nào mình trồng mình sẽ làm cái clip mình trồng xuống cho các bạn coi. Đó, những cái cây nào mà mình cảm thấy mình nghi ngờ nó ấy là mình nhổ là mình lấy luôn. Còn cây nào không ấy thì mình ghép ở trong chậu. Ghép trong chậu. Nay được mười mấy 20 ngày rồi bây giờ nó lên như thế này. Đó, mình ghép trong chậu thì nó lên mạnh hơn nha các bạn. Còn ghép treo là trường hợp gối củ nào mà các bạn thấy mà nó buồn lá nó rụng lá, bắt buộc các bạn phải nhổ ra. Nhổ ra ra thông thôi ra. Nè. Trái hải vân nó chín thì các bạn ơi. Mình hái luôn kệ nó, hái để đây thôi cho chứ bây giờ biết sao, để riết nó nổ nó hư nè chín luôn rồi. Giờ biết sao, mình hái luôn mình cứ để ấy đây, đây mình gieo lúc nào mình gieo, còn các bạn cần thì mình ship thôi chứ giờ để ở ngoài trời cũng không được các bạn, để ở ngoài trời là nước mưa nó vô nó hư hết, bắt buộc mình phải hái thôi các bạn ơi. Có những cái hoa giống mới nó trổ nè các bạn, thằng này thằng Văn Du Năm nha các bạn, Văn Du Năm mình cho các bạn coi cái hoa Văn Du Năm.
Thằng Vân Du Năm nè. Đó, các bạn. Nói chung nó mới trổ bói thôi, mình mới ghép đây mà. Đó, thằng Vân Du Năm nha các bạn. Thằng này là thằng Thu Thủy Hai. Đó, những cái hoa giống mới này sau này nó trổ rồi mình sẽ like cho các bạn. Một cái cái thằng này là Xuân Mai. Nó thằng Xuân Mai nó trổ giống cái cây cánh đơn của mình, nó giống cái cây cánh đơn này của mình. Nó mới trổ nó cũng cũng như vậy mà xong nó chuyển có màu. Nó mới trổ thì nó màu vàng y như thằng Xuân Mai vậy. Thấy không? Mà nó trổ năm cái bông này là 5-6 ngày luôn nè các bạn. Cái bông này 2-3 ngày. Nó cứ nó chuyển từ 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 vậy đó nè. Bông này nó trổ 2 ngày nè. Mà cái bông này thiệt là lớn luôn các bạn. Một cái chùm hoa này, các bạn thấy nè. Quá trời bự chà bá. Trồng một cái cây lên trái trái xong rồi mình lai mà rồi nó đến cái ngày nó gần chín rồi nó vẫn thối nữa các bạn nè. Các bạn biết không, cái cây cam thảo này nè nó khó lai lắm nè. Các bạn thấy nè, mình lai được một trái nè, một trái đôi nha các bạn, mà nó lên chừng này rồi nó gần già rồi đó chứ, mà bây giờ nó rụt nó thối vậy, rụt nó thối mất, tiếc thiệt luôn á. Giờ biết sao, mình bô vô mình xịt đủ trị đủ thứ cách hết mà nó cũng thúi vì thúi giờ mình bẻ thôi chứ giờ biết sao giờ các bạn, bẻ giục thôi không để nó lây đó, các bạn thấy không, đau khổ không biết sao đó. Đợi thằng này thằng An Lạc này, An Lạc mình cũng lai nữa, đậu trái quá nhiều này. Thằng Sầu Đông cũng được con trái nè, Sầu Đông nè. Nói chung là bây giờ mình lai nhiều lắm cho các bạn luôn á. Bây giờ nay là trúng ngay cái mùa Covid này thì nó không có ship được cho các bạn rồi, cũng không có ấy được. Thôi mình cứ like xong nó chín thì mình cứ để đó, mình đeo vô trong bịch rồi mình chống ẩm mình để đó thôi. Rồi khi nào mà nó hết mùa rồi thì bắt đầu mình ship cho các bạn chứ giờ mình biết như thế nào. Mình làm tí xíu, quay video tí xíu để làm quà cho các bạn trong ngày. Lúc nào các bạn mùa Covid xong đi đâu ở nhà buồn mở ra xem cho vui. Một ngày mới thì mình cũng chúc tất cả các bạn luôn luôn giữ mình, luôn luôn được mạnh khỏe và ráng cố gắng vượt qua mùa dịch để chống chọi lại với nó, và gia đình thiệt là hạnh phúc nha. Rồi, xin chào tất cả mọi người.